Hello, được coi Nhật Bản chúng com chào tất cả anh em cầu thủ nha. Hôm nay tiếp tục lên dây câu cho mọi người. Hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship nha. Phí ship là 30.000 trên một đơn hàng ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại đây. Số điện thoại em có để trong màn hình nha. Bên em thì bán hàng hàng chuẩn cho mình sale và vừa sale cho mình nha. Hàng cực kỳ ngon cho mọi người nha. Đây, loại đây anh em liên hệ qua số điện thoại đây. Vỡ sách chim mà nó tùm lum ấy. Rồi. Số điện thoại là 079 nè. 0794559193 nha. Zalo cũng vậy nè, 0794559193, nhưng mà cái Zalo này nó đầy danh bạ rồi không kết bạn được. Anh em kết bạn và qua Zalo này giúp em nha, 0899202149, hoặc là số điện thoại ở trên cũng là Zalo đây. Rồi, đồ coi Nhật Bản.com nha. Cái này là anh em gõ tìm á. Rồi. Hoặc là anh em gõ số điện thoại em là nó ra. Rồi, đầu tiên là mã số 1 nha. Rồi, mã số 1. Đầu tiên là xin gửi với anh em là một dòng đây. Dòng cước PE. Đây, dòng cước PE nè là sự kết hợp giữa cước và PE giúp dây là cực kỳ tốt. Nói chung là nó dai như PE và nó mềm như cước đó. Này, anh em nhìn bình thường là nó như dây tước bình thường thôi. Nó là dây 7 màu nha. Đấy, này là nó dạng như hợp kim. Lần nói chung là cái cước PE này là cực kỳ lạ chứ mọi người, tại vì mọi người chưa biết, nhưng mà dòng này đánh cực kỳ ngon và cực kỳ hay. Đấy, cuộn này đang bán lẻ một cuộn này, một cuộn 100 mấy này thôi nha, là giá là 200k nha. Nhưng mà bên em bán sale là 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn là giá là 200k nha. Đấy, là nguyên lốc này là 10 cuộn là tức là 1000 mấy dây liền với nhau là 400k. Anh em cứ về đi, đảm bảo anh em là đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra luôn. Đấy, cái dòng này là em bán là cực kỳ nhiều và anh em giới thiệu mà nhân tiện đây là em cảm ơn tất cả các anh em đã giới thiệu mọi người mua cước giúp anh em nha. Để vì mấy ảnh về thấy tốt nên anh em ảnh hay giới thiệu loại này luôn nhiều lắm. Rồi, 200k trên 5 cuộn, 0.35, độ dài là 100 mét là 26 là B nha. Rồi, bên em là việc thật, người thật việc thật đấy. Rồi, 200k cộng ship 30. Rồi, mã số 1, 230k là 4 cuộn tặng 1 cuộn là 400 mét, tặng thêm 100 mét nữa là dây liền với nhau là 500 mét, mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Đây, mã số 2 tiếp tục là em có dòng đây. Có dòng đây, dòng này là số 3 này, độ dài là 150 m, hai cuộn này là 300 m nha. Hai cuộn này là 300 m, dòng này là ni lông cũng của thằng Fishing Line luôn. Một cuộn này, hai cuộn này. Hai cuộn loại này là số 3 nha. Loại này là số 3 75 m, là hai cuộn này là 150 m rồi. Em nghĩ là hai cuộn này đó là hình như hai cuộn này là 150 m nè, hai cuộn này 150 m nữa là 300 m nha. 300 m là bốn cuộn nè, bốn cuộn là số 3. Số 3 rồi. Thêm anh em một dòng ni lông nè, một dòng ni lông loại này là 3.0 là tương đương 0.28, độ dài là 100 m, sức tải là 9,7,9 kg nha. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng thôi nha mọi người. Tiếp tục là số 3, thêm tiếp tục số 3 nữa đây. Số 3. Rồi, thêm cùng một cuộn flow carbon số 3 nữa nè, loại này 50 m, sức tải là 7,9 kg. Rồi combo này anh em biết bao nhiêu tiền không? Rồi combo này sale cho anh em cực kỳ, để anh em giá là bao nhiêu? 230k thôi, 230k mã số 2, 230 nha. Là một cuộn này, này là 300 m nè. 400 m, 450 m nha, 450 m dây. 230k thôi, mã số 8, mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Rồi, mã số 3 tiếp tục là lên dòng PE cho mọi người nè. Đấy, dòng PE gọi là loại siêu bền đầu đồng của đá. Hôm nay em có về được size lớn nha. Mà size số 10 thì em bán hết rồi. Size số 10 về được mấy chục cuộn mà em bán hết rồi. Size số 10 là anh em phải đặt hàng trước. Đấy, loại này là đâu? Loại này là 8.0 là tương đương với 0.48, sức tải cuộn này tới 40 kg. Dòng này là tải chuẩn 40 kg nha. Anh em rào ra biển anh em biết rồi, loại này là loại Y8 nha. Dòng này thì dòng siêu trâu bò luôn. Nó là kháng mặn cực kỳ tốt nha. Dòng này thì em bán cực kỳ nhiều, cực kỳ anh em nào câu biển thì rất thích dòng này luôn. Rồi, cẩu tra thì đừng có nói tra nữa, anh em cứ 40 kg, anh em cứ kéo thẳng lên mặt nước chạy cho em luôn. Rồi, cuộn này 40, cuộn này là 500 m nha. 500 m, để anh em giá cuộn này 500k thôi. 500k 8.0, sức tải là 40 kg, độ dây nó nhỏ nha, 0.48 thôi. Rồi, mã số 3 nha. Rồi, tặng cho anh em thêm hai bộ lưỡi số 26 với nó luôn. Bộ lưỡi 26 này, đây hai bộ như thế này nha. Cái này là một bộ này, em có hai bộ luôn mà em để đâu rồi á. Nói chung là em sẽ tặng cho mọi người hai bộ như thế này nè. Đấy, lưỡi số 26 với hộp đó, tải cá tầm khoảng dòng này tải cá gần khoảng 20 kg. Rồi, mã số 3 nha. Mã số 3 lại lưỡi số 26 tặng nha. Loại này là 500k tặng nữa này. Mã số 3, tiếp tục mã số 4, tặng hai bình lưỡi nha.
Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là em có loại rồi, cũng số 8. Cũng số 8 nhưng mà cụm này có 300 mét thôi, cũng là dòng chuyên về cho anh em đánh biển. Loại này cũng siêu bền đây. Loại này là kháng mặn siêu bền luôn, nó chỉ khắc màu thôi nha. Nó cũng là một dòng nhưng mà nó khắc màu. Cụm này 500 mét là 500k, cụm này là 300 mét là 300k này. Rồi mã số 4 nha. Loại này là cũng 0.48, là sức tải là 40 là B nha. Là 40 kg, 80 là B đấy. Dòng đây, dòng này là chuyên cho anh em đánh biển. Làm gì dễ gì có dòng VE nào kháng mặn như dòng này. Dòng này là dòng VE kháng mặn chuẩn cho anh em đánh biển luôn nha. Rồi, cụm này thì giá là 300k nha, 300m mã số 4. Cũng tặng cho anh em hai bộ lưỡi như thế này nha, hai bộ lưỡi như thế này. Mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Rồi, mã số 5 thì anh em bữa nay mới về lọc được mấy rồi. Hôm nay tiếp VE nữa. VE số 8 thì em vòng về được mấy cụm thế này nha. Rồi, ngồi số 8 thì em có số 4 nè. Số 4 này thích hợp về cho anh em ngâm lân xe bạc biển. Loại này thì bao nhiêu? Sức tải là 20kg, 4.0 này là 0.32. Đấy, lõi 8 dây là cực kỳ nhỏ nha mọi người. Đây, dây là cực kỳ nhỏ xíu xíu này. Đấy, dòng này thì dòng PE-X8. Dòng này thì 4.0 là 40 là B. Anh em cứ tải cả biển 20kg cho em. Dòng này là dòng kháng mặn chuyên về cho mọi người đánh biển nha. Cực kỳ tốt luôn rồi. Cuộn này tặng cho anh em hai bộ lưỡi. Để anh em giá bao nhiêu? 500k trên 500 mét dây nha. Loại này là 500 mét dây này, 500 mét. Đây, 4.0 nha. PE siêu bền nâu đồng cấu đá, nói chung là nó chuyên cho anh em đánh biển, còn cả cá lóc là không có vé với nó luôn. Rồi mã số 5. Giá là 500k trên 500 mét. Tiếp tục mã số 6 nha. Rồi. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 thì ngồi số máy đó thì số 4 rồi đúng không? Có số 4. Số máy em nha, có số 3 nữa không? Rồi, có số 3 nữa nè. Số 3 này là 0.28, thích hợp về cho anh em lưu rê nha. Anh em lưu rê ngâm lăn xe gì đều được hết. Loại này là 0.28 là tương đương với lại 30 là B, 30 là B là nó tải chuẩn 15 kg cá biển nha. Nó là dòng PE kháng mặn chuyên cho anh em đánh biển, còn anh em đánh lá lóc thì thoải mái luôn. Nó dòng giờ này thích hợp cho anh em đánh bạo lực nha, đánh gọn như Trần U Minh á, cá thiệt là lớn luôn á. Dây này là dây PE siêu bền nâu đồng cấu đá. Đấy, loại này là 3.0 là sức tải là tới 30 là B nè. Loại này là 0.28 nha. Rồi, dòng này là của thằng Fishing Line. Rồi mã số 6 để cho anh em giá là cụm này 500 mét, để cho anh em giá là 500k. Nhưng mà cụm này nó nhỏ, em sẽ tặng cho anh em thêm một cụm nữa. Một cụm này là 1.5 nè. Là tương đương 0.20 là bình thường mình kêu gọi là dây số 2 đó. Đây anh em nhìn xem. Lõi này cũng lõi 8 nha. Dòng này là em tặng, em không bán nha, nhưng mà dòng này bình thường anh em muốn về anh em thấy tốt, em muốn mua là cụm này em bán 200k, còn giờ là em tặng. Cụm này là 500k tặng thêm cụm này nha. Và tặng thêm anh em hai bộ lưỡi về anh em chế anh em đánh lóc nha. Đây. Bộ lưỡi này là về anh em chế đánh lóc này, anh em chỉ cần cọc chì ra. Đây, cọc chì cọc chì ở đây. Với lại anh em lấy cái bao cái vỏ điện anh em bọc chỗ này nữa. Dây thép bọc ở đây này là anh em đánh lóc vô tư luôn nha. Rồi. Bằng hai bộ lưỡi này là 4 cái nha, hôm nay là 2 cái, một bộ là 2 cái, hai bộ là 4 cái. Rồi mã số 6, giá là bao nhiêu? Giá là 500k, hai cụm đó. Tiếp tục mã số 7. Rồi mã số 7 thì em có cái dòng. Rồi hai bộ lưỡi nha, tặng hai bộ lưỡi nha. Rồi, tiếp tục mã số 7. Mã số 7 là em có cước flow carbon, 100 nhóm dòng cước tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn nha. Đấy, dây này là hàng chưa qua sử dụng này. Tại vì khi các cụm cước về là nó bị bung ra nha. Em gửi bên em là em sẽ có bỏ hộp vào cho mọi người. Dòng này là dòng flow carbon, tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. Loại là 8.0, sức tải là 21kg, độ dài là 500m là 0.50 nè. Nhưng mà dòng này á, em test chuẩn là dòng này nó tải được là 15kg nha. Dòng này là 8.0, nó tải chuẩn là 15kg. Đấy, có gì em nói đói luôn. Rồi này là dòng Super The Fishing Line 500m nè. Rồi cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Để cụm này để cho anh em giá là 400k. Cụm flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. Đấy, dòng Fishing Line nè, 0.50, 8.0. Rồi, bên em sẽ tặng cho anh em loại cũng 0.50, loại cước PE. Đây, loại này là cước PE nè, loại này 0.50 nè, 20m trên một cụm là 10 cụm là 200m nha. 10 cụm này là 200m. Rồi để cho anh em giá là cụm này 400k, tặng cho anh em thêm 10 cụm là 200m dây này, cước PE về anh em đánh trải nghiệm nha. Rồi mã số 7, giá cũng 400k thôi. Đấy. Tiếp tục mã số 8. Rồi tiếp số 8 là anh em chuẩn bị chốc nhanh nè. Đấy. Thằng này. Thằng này là thằng anh em biết rồi, thằng này là thằng
neo biển, một trong những dòng cước siêu tải trọng. Ví dụ như mấy dòng khác nó tải 20kg thì nó dòng nó tải tới 30kg tới 35kg nha. Loại này là đây, hàng nội địa Nhật nè. Đấy, loại này là 200m trên một cụm nha, 5 cụm tức là 1000m. Để anh em giá bao nhiêu, để cho anh em giá là 400k bao ship nha. 400k bao ship là anh em có 1000m dây nè. Dây này là hàng chưa qua sử dụng, anh em thấy không? Hàng mấy em bán hàng bãi nhưng mà hàng chưa qua sử dụng nên anh em đảm bảo giờ cho anh em chơi. Rồi. Đấy. Loại này là neo biển nha. Đấy, neo biển dòng này chuyên về cho anh em câu ra câu biển đây. Dây liền với nhau 1000m. Rồi, để cho anh em giá là 400k bao ship. Tiếp tục mã số 9. 1000m dây thì 400k thì quá rẻ rồi. Tiếp tục mã số 9. Nó là 0.50 là tương đương với cước số 8 nha. Tiếp tục mã số 9. Rồi, số 9 thì em có loại này là 100m dây nè. Đấy. Loại này là 100m dây, loại này là 0.70. 0.70 là tức là số 14. Đấy, số 14. Loại này thì khỏi phải nói nữa. Loại này tải tới 40 mấy ký nha. 1 2 3 4 5 6 10 cụm. 10 cụm này em bán nguyên cụm này 10 là cụm là để cho anh em giá bao nhiêu? 400k bao ship luôn. Là anh em có 1000m dây nha, dây liền với nhau đây. Đấy, cái này đây. Trong này là đây, nội địa Nhật nha. Japan này. Rồi. Chữ made in Japan đây. Rồi. Để anh em giá nguyên lốc này 1000m dây, để anh em giá là 400k bao ship luôn. Đấy. Tiếp tục mã số 10. Rồi, số 10 thì em có tiếp tục là dòng chuyên về cho anh em lure nữa. Chuyên về cho anh em một dòng về cho anh em lure cực kỳ xịn là cước tiếng. Đây. Dòng này nè. Dòng này là số 10. Đấy, nói chung là gọi là dòng này là gọi là siêu phẩm nha. Bình thường cũng này là 400k, hôm nay bên em sale là còn có 200k. Loại này là 0.32 là tương đương với số 4, độ dài là 200m nha, sức tải là 12kg. Đấy, sale anh em giá là 200k. Anh em nhìn sợi dây cước xịn nè, đảm bảo anh em chưa bao giờ anh em đánh sợi cước nào ngon như thế này. Là tại vì sao nó ngon? Tại vì nó là tàng hình dưới nước và dây không bụi sắn, mềm mịn và dây chuyên cho anh em đánh chép hoặc là anh em đánh biển. Còn riêng mà anh em làm trục đánh cá lóc thì anh em cứ kéo lên mặt nước chạy cực kỳ đỉnh luôn nha. Rồi, cụm này là 4.0, độ dài là 200m, tương đương với 0.32 nha. Nhưng mà nó ghi là 0.32, nhưng mà em đo với những dòng cước bình thường á, là số 4 nó cỡ bằng số 3 hoặc là 2.5 thôi. Nó chỏ cỡ vậy á. Rồi, cụm này để cho anh em giá là bao nhiêu? Từ từ, đoạn này là 4.0. Rồi, thêm anh em hai bộ lưỡi, giá cũng chỉ có 200k thôi. Đấy, sale anh em giá 200k nha. Tặng anh em hai bộ lưỡi này anh em về chế đánh lóc nha. Anh em chế chiếc gì đánh lóc này. Rồi. Dòng này là của Fishing Line. Đấy. Cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, mã số 10 giá 200k. Tiếp tục mã số 11. Rồi, 11 tiếp tục là dòng đêm nay biển có loại này nha. Tiếp tục sửa mã 11, tiếp tục là đây, dòng này là dòng neo biển nè, một trong những dòng cước cực kỳ tốt chuyên về cho nên biển. 0.40 0.45 là loại này, độ dài là 200m nè. 200m cũng này là sức tải nó tới 30kg nha. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng, còn nguyên bao bọc nha. Nguyên bao bọc này chưa qua sử dụng này. Rồi, loại này là 0.45, độ dài là 200m. Rồi, nguyên lốc này là 1000m chạy liền với nhau nha, để cho nên giá là 400k bao ship. Đấy, dòng neo biển thì một trong những dòng siêu tải trọng. Dòng này nó tải hình như 30kg á, nhớ nha, 30kg. Rồi, mã số 11. Tiếp tục mã số 12. 1000m dây thôi. Rồi, tiếp tục 12. 12 là em có loại này là 0.45 này. 0.45 cũng dây số 7 luôn. Đấy, cũng giống y như nãy, một màu nha. Đây, cũng dòng này. Rồi, cũng là 5 cụm, mỗi cụm 200m, tức là 1000m dây, để cho anh em giá bao nhiêu? 400k bao ship. Dòng neo biển này là chuyên về cho anh em câu đáy biển đây. Sức tải là 30kg nha. Đấy, dòng này là siêu trâu bò. Mã số 12, tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là loại có em có đây, loại này là 0.80 nè. 0.80 90m trên một cụm là 9, tức là 10 cụm dây liền với nhau này, dây liền với nhau này anh em thấy không? Tức là có 900m dây nha. Đấy. 900m dây này, 9 x 10 đấy là 900m dây. Rồi, loại này là 0.80 nha, dành cho anh em câu đánh cá lớn. Đấy, dòng cá dòng 50kg đây. Rồi, cụm này để cho anh em giá là bao nhiêu? Cụm này để cho anh em giá là 900m dây, để cho anh em giá cũng 400k bao ship luôn. Mã số 13. Đấy, neo biển nha, nội địa Nhật. Một trong những dòng siêu tải trọng. Tiếp tục mã số 14.
Rồi tiếp tục mã số 14. Rồi 0.60 đây. 0.61 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cụm này. 9 cụm là 900 m nè, loại này là 0.60 nha. Loại này thì 0.60 là số 12, chuyên về cho anh em đánh tra rồi đây, cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, dòng này thì tải từ 35 kg. À 35 đến 40 kg đấy, mấy dòng này là siêu tải trọng mà. Đây dây liền với nhau nha. Rồi, dòng neo biển 100 m trên một cụm, tức là 9 cụm là 900 m để cho anh em giá là bao nhiêu? 350k thôi, mã số 14, 350. 14 350. Tiếp tục mã số 15. Rồi 15 tiếp tục là em có dòng dòng cước đây. Dòng nội địa Nhật loại này là 6.0. 6.0 là tương đương với 0.40, anh em nhìn sợi dây không? Dây còn cực kỳ mới, cực kỳ đẹp, hàng chưa qua sử dụng còn nguyên bao bọc nha. Dây nên luôn ở trạng thái tốt nhất luôn. Rồi. Để cho anh em giá nguyên lốc này 10 cụm, 10 cụm tức là 1000 mét dây, 6.0 là tương đương với 0.30 à 0.40 nha. Rồi. Để cho anh em giá bao nhiêu? 400k. Mã số 15, 400k. Tiếp tục mã số 16. Rồi, 16 tiếp tục là loại này là 5.0 này, 5.0 100 m trên một cụm là 10 cụm là 1000 m dây liền với nhau. Rồi để anh em giá bao nhiêu? Anh em thấy thằng bãi hai không? Cũng một hãng nhưng mà hai dây nó là khác màu này, anh em thấy không? Rồi, loại này là 5.0 là tương đương với 0.35. Sức tải cụm này là cụm này dòng này thì nó cũng tải cực kỳ cao giống y như thằng neo biển vậy á. Rồi. Nguyên lốc này để cho anh em giá là 400k. Mã số 16 0.35 5.0. Tiếp tục mã số 17. Đấy 17 cũng nó luôn nhưng mà màu khác này, anh em thấy không? Đọc vậy á. Rồi, loại này là 7.0, 7.0 là tương đương với 0.45. Sức tải cụm này thì cực kỳ cao. Nói chung là dòng này nó tải cỡ 30 kg rồi đó, nó chuyên về cho mọi người đánh biển nè. Rồi. 10 cụm là lá dây liền với nhau để cho anh em giá là và 1000 mấy dây liền với nhau cũng để cho anh em giá là 400k trên 10 cụm nha. Mã số 17, 400k. Tiếp tục mã số 18. Đục mạng đổ lưỡi gì ra đây. Mã đổ lưỡi. Rồi. 18. Tiếp tục là loại cước PE, sự kết hợp giữa cước PE giúp dây cực kỳ tốt luôn. Dòng này thì gọi là hàng thương hiệu với anh em rồi. Hàng đánh cực kỳ trâu, loại này là 0.45, 1 2 3 4 4 cụm tặng một cụm giá 200k, còn anh em 4 cụm là 400 m tặng thêm 100 m nữa 500 m, còn anh em mua nguyên một lốc này là 1000 m để cho anh em giá bao nhiêu? Để cho anh em giá là 400k nha. 400k mã số 18. Cước PE, sự kết hợp giữa cước PE dây cực kỳ tốt, chuyên về cho mọi người đánh biển. Chắc như PE và mềm như cước đây. 7.0 là tương đương 0.45 nha. Nguyên lốc này là 1000 mấy dây nè. Rồi mã số 18. Giá là 200k trên 5 cụm. Còn 10 cụm là 400k. Rồi mã 18 là 10 cụm nha. 10 cụm là 400k. Anh em có thể lấy 5 cụm thì cứ báo em. Tiếp tục mã số 19. Rồi. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là cước flow carbon. Đây. Dòng này là dòng cước flow carbon, cước tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn nha. Đây. Đấy, dòng này là dòng nó bị gọi về đây là nó bị bể cái này nha, bể góc này nè, không ảnh hưởng nha, dây còn cực kỳ mới luôn. Đây, loại này là độ dài là 500 m nha, cụm này là độ dài là 500 m tương đương 0.28, nó có bị vẽ về mới bể vây nên một chút nè, nhưng mà dây nó không ảnh hưởng nha. Rồi em sale cho anh em cụm này 3.0, sale không bị vây này là em sale anh em giá là 400k luôn nha. Loại này là 0.28, sức tải là 9.9 kg, 5.0 3.0 chứ. Là loại này là cước flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Anh em nhìn sợi dây là anh em biết cái hàng nó cực kỳ cao cấp cỡ nào rồi. Dây này là mềm mịn và tuyệt đối không giờ xoắn. Riêng mà anh em đánh chép nước ngọt á là cực kỳ nhạy cá luôn. Đấy. Cực kỳ nhạy cá, nó là dòng nếu mà đánh nước ngọt là nó chuyên chép luôn, đánh cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, để cho anh em giá bao nhiêu? Để anh em giá là 400k, tại vì cụ này 500k những bể góc nó, dây không ảnh hưởng nha. Sale anh em còn 400k mã số 19. Tiếp tục mã số 20. Đây. Tiếp tục mã số 20, tiếp tục 20 là tiếp tục là cước flow carbon này. Đây, dòng này là dòng flow carbon này, loại này là 7.0 này, là tương đương với 0.45, độ dài là 500 m nha. Dòng là flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Đây, dây này là dây màu trắng nha. Rồi cụm này là 500 m dây liền với nha. À 500 m nha. Rồi cụm này để cho anh em giá là 400k. Đấy, cầm cước flow carbon tàng hình dưới nước và tuyệt đối không giờ bị xoắn luôn. Dòng này là dòng Super Fishing Line. Rồi, mã số 20. 7.0 là 0.45. Tiếp tục mã số 21.
Rồi 21 tiếp tục là lên PE. Đây, lòng này đây thì anh em khỏi nói luôn. Đấy, dòng PE này, loại này là 1.0 này, dành cho anh em nào đánh UL cảm giác rồi đây. Đây, loại này là dòng Omizum nha. Đây. Dòng này là Omizum hàng đầu địa Nhật này, dòng này thì dòng IGK. Dòng này là hàng PE nhưng mà hàng PE bên em là hàng chưa qua sử dụng, đánh cực kỳ chuẩn luôn. Lòng này thì sức tải tới 9,9 kg này. Số 1 loại này là 0.20 à, 0.20 á. Đâu? Số 1 này là 0.10 mấy á chứ. Loại này là sức tải 9,9 kg này, độ dài là 150 m. Rồi cụ này để cho anh em giá là 350k nha. Dòng đây, dòng Omizum này, dòng này thì đánh cực kỳ đỉnh luôn, 1.0 nha. Đây số 1 rồi, để cho anh em giá là 350k, tặng cho anh em hai bộ lưỡi này nha. Hai bộ lưỡi này vì anh em đánh anh chế, anh em đánh lóc, đánh gì đó cũng được nha. Còn anh em không lấy lưỡi thì cứ báo em sẽ không gửi lưỡi. Rồi. Để anh em giá 350. Loại này là 1.0 nha. Tiếp tục mã số 22. 1.0 tiếp tục là loại 22, là cho loại này là 2.0 này. 2.0 này cũng 150 m Omizum, nhưng mà dòng này nó có cực kỳ hay là dây số 2 nó lại là dây 7 màu. Còn mấy dây kia là nó dây 1 màu. Đấy. Đây dây 7 màu này, dây này dây cực kỳ mịn luôn nha. Đây có mã QR rồi đây. Đấy, mã QR đây. Loại này là 2.0 này, 150 m, sức tải là 18 kg này, dây đây. Dây 7 màu rồi, cuộn này cũng để cho anh em giá là 350k, 2.0. Dòng PE nha. Lure rồi đây, mã 22. Tặng cho anh em hai bộ lưỡi nha. Bán tặng cho anh em hai bộ lưỡi như này. Rồi tiếp tục mã số 23. 23 tiếp tục là loại cũng PE nhưng mà loại này loại này là 2.5 này. Đấy, loại này là 2.5 này. Sức tải cuộn này là tới 22 kg, độ dài là 150 m, dây là màu xanh này, dây cực kỳ mịn luôn nha. Nếu mà anh em lure thì đánh cỡ 2.5 trở lại là cực kỳ ok rồi. Rồi, cuộn này để cho anh em giá là 350k, mã số 23. Tặng cho anh em hai bộ lưỡi nha, sức tải 22 kg. Đấy, mã QR đồ ok hết nè. Hàng chưa qua sử dụng nha mọi người. Đấy, hàng là chưa qua sử dụng, tuyệt đối chưa qua sử dụng luôn. Rồi, mã số 23. Giá là 350. Tiếp tục. Đấy, hàng cực kỳ chuẩn. Hàng tới à mọi người, cứ kiểm tra hàng cứ thanh toán. Đấy. Tiếp tục mã số 24. Chứ bên em không có cặp kiếp gì á. Ship tới nhận hàng, kiểm tra nhận hàng không à. Chơi vậy cho nó nhanh. Rồi, tiếp tục là loại PE. Đây, bên em cũng có loại này là chuyên về cho mọi người đánh lục rồi nè. Sức tải tới 30 kg, độ dài là 150 m, chuyên đánh lục đánh biển này. Loại này là loại i8 nha, dây là dây cực kỳ mịn màng luôn. Rồi, cụm này cũng hàng chưa qua sử dụng luôn. Đấy, còn nguyên bao bọc luôn nha. Đấy, dây còn cực kỳ mới, còn nguyên bao bọc, chưa qua sử dụng. Rồi, cụm này để cho anh em giá là 350k luôn. Dòng Omizum nha. Mã số 24, 4.0. Tiếp tục mã số 25. 25 thì em có size 1.5 nữa nha mọi người. Em đấu nguyên hộp về luôn nha. Đấy, loại này là 1.5 này, sức tải là 10 kg nha, độ dài là 150 m. Em có đây hai hộp này. Đấy, ở hàng này thì đây, hàng chưa qua sử dụng nha, còn nguyên đẹp này. Đấy. Loại này thì một màu nha. 1.5, sức tải 10 kg, độ dài là 150 m, cũng giá bao nhiêu? Dây này là dây PE nha mọi người. Tặng anh em hai bộ lưỡi. Rồi, giá là 350k. Đây, tặng anh em hai bộ lưỡi về chế đánh lắp nha. Đây, tặng anh em hai bộ lưỡi này về chế đánh lóc này, mã số 25. Tiếp tục mã số 26. Rồi, tiếp tục mã 26 là ưu đãi chưa bao giờ ưu đãi hơn luôn. Là em có PE, đây, dòng này là PE 8 này. Dòng này cũng chưa qua sử dụng luôn nha mọi người, còn hộp. Này em vứt ra thôi, đây còn nguyên này, còn nguyên giá này, chưa qua sử dụng này. Dòng này là lỗi 8 này, 3.5, sức tải là 31 kg, tương đương với 0.30 đấy. Độ dài là 100 m này. Cùng này giá là 200k. Cụm này là giá là 200k này, sẽ tặng cho anh em thêm một người đây. Một cụm PE này, loại này là 1.5 này, cũng lỗi 8x nha. Lỗi 8x, sức tải cụm này tới 16 kg, tương đương 0.20 này. Đấy, dòng này là dòng Lander luôn, về cho anh em đánh trải nghiệm. Dòng này bên em bán vẫn 200k này, dây cũng cực kỳ mịn luôn nè, anh em nhìn nè. Lỗi 8 nha. À, cụm này tặng thè, cụm này tặng cụm này, giá vẫn 200k nha, mã số 26. Đấy. Tiếp tục mã số 27. Đấy, vẫn tặng cho anh em thêm một bịch lưỡi này nữa nha, vì anh em chế đánh lóc gì đó. Tiếp tục mã số 27. Rồi, 27 tiếp tục là cước PE. Sự kết hợp giữa cước và PE giúp dây cực kỳ tốt. Loại này là 0.35 tiếp tục. 0.35 là tương đương với cước số 4 này. Độ dài cụm này là 100 m thêm một cụm nha. 1, 2, 3, 4, 4 cụm tặng một cụm là giá là 200k. Loại này em có nguyên 10 cụm nữa nha. Rồi. Loại này em nhập về em bán cực kỳ nhiều luôn. Em đấu về cực kỳ nhiều, tại vì dòng này em bán dây cực kỳ ngon.
rẻ và ngon, nên là anh em mua rất là nhiều luôn. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là 200k trên 5 cuộn nha. Còn anh em mua 10 cuộn giá là 400k, mã số 27. Số 4.0. Tiếp tục mã số 28. 28 thì dành cho anh em, tiếp tục là dành cho anh em đây. Có loại này là 0.40 nè. 0.40 là tương đương cước số 6 nha mọi người. Loại này là 6.0, độ dài là 150m nè. 1 2 3 4. Đây là cước PE nha. Sự kết hợp giữa cước và PE, nên là dây rất là mềm và anh em càng đánh càng không bị thẳng nha. Như em dòng này em vẫn đánh cho bán cho mọi người đánh ba tiêu được cực kỳ đỉnh. Ba tiêu chỉ lấy số 4 thôi. 1 2 3 4, 4 cuộn tặng một cuộn giá 200k. Còn anh em mua 10 cuộn là giá là 400k nha. Dòng này thì không bao ship được. Đấy, 0.40, cước PE, sự kết hợp giữa cước PE, sự kết hợp giữa PE X8 và cước nên là giúp dây cực kỳ tốc. Dòng là dòng super nè. Đấy. Dây là dây nhìn vào màu xanh này thôi chứ dây này là dây 7 màu nha. Rồi mã số 28. 10 cuộn 400k. Loại 0.40 là dây số 6. Tiếp tục mã số 29. Rồi tiếp tục mã số 29. Rồi 29 tiếp tục là loại 0.50 nè. Bên em có loại này là 0.50 nè. Loại này là 8.0, 0.50, độ dài là 100m trên một cuộn, tức là 5 cuộn là 500m dây liền với nhau. Là bên em bán 1 2 3 4 4 cuộn tặng một cuộn, giá là bao nhiêu? 4 cuộn tặng một cuộn giá chỉ có 200k thôi. Đấy là anh em có 500m dây liền với nhau nha. 45 lb, 20kg, 0.50, cước, sự kết hợp giữa cước VPE, mã số 29, giá là 29 nha, giá 200k thôi. Tiếp tục mã số 30. Rồi 30 tiếp tục là cước PE, sự kết hợp giữa cước và PE, đây dây cực kỳ trâu bò, dành cho anh em đánh tra bò rồi đây, tra bò đánh biển nha. Loại này sức tải 24kg, 55 lb, sức là tương đương với số 12 là 0.60 nè. Rồi nguyên lốc này là 1000m dây liền với nhau, để cho anh em giá là 400k. Còn anh em mua 5 cuộn thì 1 2 3 4 4 cuộn tặng một cuộn, tức là 400m tặng thêm 100m nữa là dây liền là 500m, để cho anh em giá cũng chỉ 200k. Nguyên lốc này thì 1000m dây liền với nhau, giá là 400k, mã số 30. Cước PE, sự kết hợp giữa cước PE dây cực kỳ tốc, cực kỳ trâu bò luôn, mã số 30. Tiếp tục mã số 31. Rồi 31 tiếp tục là dòng cước tím. Dòng này là 5.0 này, sức tải là 16kg, tương đương với 0.37, độ dài là 500m nè. Đây dòng này là dòng cước low carbon, tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn nha. Loại là 5.0, chuyên về cho mọi người là về làm thẻo, đánh chép, đánh biển, đánh cá biển, hoặc là anh em đánh trăm đen, hoặc là anh em lấy dây này về anh em làm trục đánh cá lóc cực kỳ trâu luôn nha. Anh em cứ kéo trên mặt nước, kéo phò trên mặt nước luôn. Đấy, dòng này là dòng cước tàng hình dưới nước và tuyệt đối không giờ bị xoắn. Còn anh em đánh lục đầu cần cũng cực kỳ hay luôn nha. Đấy, rồi dòng này là dòng flow carbon 500m, sức tải 16kg, tương đương với 0.37, để cho anh em giá cuộn này là hàng chưa qua sử dụng, để anh em giá là 500k, mã số 31, 500k. Tiếp tục mã số 32. Rồi 32 là nhặt nhậm từng loại này. Rồi 32. Rồi 32 là tiếp tục là dòng cước flow carbon nè. Loại này là đây dành cho anh em săn hàng cá lớn nè. Loại này là 8.0, sức tải là 21kg, độ dài 500m. Đấy, loại này là cước flow carbon tàng hình dưới nước và không bao giờ bị xoắn nè. Rồi cuộn này. Rồi tiếp tục là cầm gì nữa? 8.0, 8.0 thì kiếm đây. Tiếp tục là cuộn carbon nè. Dòng này cũng flow carbon nhưng flow carbon tiếng Nhật nè. Loại này là 200m, là 0.45 này, dây là màu xám này, dây này là dây màu tím này. Hai cuộn này là 400m dây nè. 400m dây. Em kiếm mấy dây lớn cho mọi người luôn. Rồi 0.50 đây qua nữa nè. Một trong những dòng kick for này. Dòng này là còn chưa qua sử dụng nha. Dòng này thì Japan nhưng mà xuất thị trường Pháp. Đấy rồi 300m, 200m. Rồi đóng này để cho anh em giá bao nhiêu? Chưa 300m, 500m với là 700m, 700m dây còn ít đúng không? 700m dây còn ít. Để em kiếm cái gì nữa bán. Rồi số 8 luôn đi. Đây
Cước PE nữa nè, sự kết hợp giữa cước PE 0.50 nè, 8.0 độ dài là 100 mét nè, dây này dây 7 màu rồi, giá bao nhiêu? 400k thôi. 400k nguyên đống này nha, bình thường một cuộn này đã 400k mà nguyên đống này là vẫn 400k thôi, mã số 32. Anh em về đánh trải nghiệm, dây là hàng chưa qua sử dụng hết. Mã số 32. Tiếp tục mã số 33. Rồi 33 tiếp tục là dòng flow carbon, loại này là 3.5 nè. Là tương đương 0.30, sức tải là cuộn này là 16 kg, 10 kg này, dòng này dòng flow carbon, tàng hình dưới nước và tuyệt đối không giờ bị sáng. 3.5 này, cuộn này là 4.0 này. Cuộn này là 3.5, cuộn này là 4.0 là 0.32 này, sức tải là 12 kg này, cuộn này là 0.25 này. 0.25 là tương đương với cước số 2.5 này, dòng này cũng dòng flow carbon. 100m, 200m, 300m này. 300m. Rồi, loại này là có số 2, số 3, số 4. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục là cuộn flow carbon, loại này là 0.26 này, độ dài là 200m, sức tải là 9.9 kg. Rồi, dòng này là dòng cước tím, dòng này là cước flow carbon tàng hình dưới nước và tuyệt đối không giờ bị sắn. Nó tím nhưng mà khi anh em lấy ra ngồi nó gọi là trắng tím và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. Đây, đây dây em làm cho mọi người coi luôn. Đấy. Rồi, combo này để cho anh em giá là 400k nha. 400k là 4 cuộn này nè. 3.5, số 4 và số loại này là số 2.5, loại này cũng 2.5 nữa. Đây. Để em lấy đây test cho mọi người coi nè. Dòng này là nó tuyệt đối không giờ bị sắn nha. Đầu nó rồi. Đây. Ví dụ như loại này là 2.5 này, đây. Đây. Dây này, khi anh em dùng thế này á, cái bình thường á là dây nó sẽ bị, nó sử dụng là khi mình kéo ra thế này nè. Đó, là dây lúc nào nó cũng thẳng hết, dây nó sẽ thẳng ra. Đấy, dòng này là dòng tàng hình nè, anh em thấy không? Đấy, dòng tàng hình nè, tuyệt đối không giờ bị xoắn luôn. Đấy là 2.5 này, em test cho mọi người. Tiếp tục là dây số 5 này. Đấy, dây số 5 nữa nè. Đây. Dây số 5 nha. Đó, nó là dây 2.5 này, dây số 5 này, khi anh em cùng lại nè. Là cái dây nó sẽ chỉ hắn chỉ bị chỗ cái đầu đầu này thôi nè, thấy không? Đây là dây số 5 nha. Đấy, dòng là dòng tàng hình dưới nước và tuyệt đối không giờ bị sắn này, thấy không? Khi mình vút ra là nó thẳng lại nè. Đấy. Nó là trắng tím chứ không phải tím nha. Tiếp tục. Đấy, em sẽ test tiếp số 8 cho mọi người luôn. Đấy. Là dòng này là dòng cước cực kỳ đỉnh rồi. Cước tím cực kỳ đỉnh, loại này là để cho anh em giá đấy. Bình thường là 400k nha, sale là 200k. Dễ nhanh mà bỏ vào thì lâu. Chứ bình thường cứ bình thường là nó sẽ sắn liền. Đây, loại này là số 8 nè. Đây, số 8 này. Đây, em thử cho mọi người coi nè. Đây. Cứ bình thường mọi người sắn thế này đi. Mọi người dám sắn thế này không? Sắn thế này là nó sắn tức mù trời luôn. Đây, anh em nè, thấy bung ra nè. Em thấy bung ra, chỉ nó bị cái đầu đầu này thôi nè, thấy không? Cái đầu đầu này nó sẽ bị thẳng đây nè. Đấy, khi mình kéo ra nè, kéo một phát ra là dây nó sẽ thẳng lại nè. Đấy, thấy chưa? Đấy, tàng hình không? Dây số 8 mà anh em nhìn nè. Đấy, nó hay lắm. Khi mình xuống mặt nước nè, thấy chưa? Đấy, dòng này là dòng cước tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn. Đấy, đó là em test thử cho mọi người coi thôi. Rồi, tiếp tục. Em đang tiếp tục nha. Rồi, tiếp tục là cước flow carbon. Loại này là số 6 này, độ dài là 200m. Dòng này sức tải là 16 kg nè. Flow carbon màu đen này. Đấy, nhiều người bên Nhật họ không biết là sao thích đách cước màu đen này luôn. Rồi, 200m là 0.40 số 6 này. Flow carbon loại này cũng hai dòng là một nha, nhưng mà dòng này nó lại màu dây là dây màu xanh reo này. Đấy, hai cụm 100m, 200m là 300m dây flow carbon này. Số 5, số 6. 5, số 6. Rồi, thêm cụm số 5 150m nữa. Rồi, để cho anh em ba cụm này flow carbon. Để cho anh em giá bao nhiêu? Đây. Ba thằng ba màu luôn, thấy không? Đọc không? Rồi. Để anh em giá bao nhiêu? Để anh em giá là 1 2 3 số 5, số 6 và số 5. Em coi bên em có cước trắng, nhớ trắng của em có số 6 nữa. Flow carbon số 6 nữa. Thằng số 3 nè. Flow carbon số 3 nữa nè. Sức tải 9.9 kg, dòng này cũng dòng tàng hình như nước và tuyệt đối không giờ bị sắn rồi. Bốn cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? 400k thôi. Tức là anh em có 100, 200, 300 là 400 chứ. 400m, 450m dây flow carbon mà giá chỉ có 300k, mã số 33. Tiếp tục mã số 34. Rồi, 34 tiếp tục là lên Rồi, 34 là em có dòng
Flow carbon này loại nào là 0.25 này, dòng này dòng carbon nha. Dòng này là 0.25, sức tải là 10 tức tải là 6 kg này, dòng này là dòng dòng Shimano nha. 100 dòng cước carbon máy cực kỳ tốt đây. Độ thẳng nó tới đây 96% nha, dây cực kỳ tốt. Rồi, cuộn này là hàng sử dụng công nghệ UV chưa qua sử dụng luôn nè. Còn nguyên bao bọc anh em về từ bóp siêu nha. Rồi, 0.25. Thêm em cuộn loại loại này là 0.25, thêm em một loại 1.5 này. Là dòng cước flow carbon 1.5 này, sức tải là 7,9 kg này, dây là dây màu trắng này, hai cuộn này. Thêm em cuộn flow carbon 1.2 nữa đi. Tím 1.2 đâu. Tím 1.2 còn. Thôi. Thêm một cuộn tím flow carbon này. Thêm một cuộn tím flow carbon loại này là 1.5 này, nó về có bể một chút chỗ này nhưng mà dây là còn nguyên mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi combo anh em sale anh em giá là 400k trên loại này, 200m, 300m với là 200m nữa 500m nha, dây flow carbon tàng hình dưới nước. Dây này dây carbon nè, carbon là nó cứng dành cho đánh máy, còn flow carbon là mềm là mình làm thẻo nha. 200m, 400m. À, 250 chứ. 250 là 450, 550 mét dây nha, mã số 34. Giá 400k thôi. Rồi, em tạm thời em lên một ít đó nha. Rồi có gì mai em sẽ lên tiếp, tại vì hàng về nhiều em chưa sale, em chưa bỏ ra nữa. Rồi. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại em đây nha. Đây anh em có thể chụp màn hình lại, anh em ghi số nha. Nhiều người nhiều anh tìm số cũng cực lắm. Này em đã ghi thế này cho anh em tiện này. 0794559193 nha. Zalo cũng vậy, Zalo đó là anh em nhắn tin được thôi, không kết bạn được. Còn số điện thoại kia cũng vậy, bên kia là anh em điện thoại và anh em kết bạn được Zalo nha. Đây đồ câu nhật bản.com. Rồi